Tịnh Y thăng hạng sự nghiệp vượt bậc hậu rời công ty quản lý. Cúc Tịnh Y là một trong những gương mặt xinh đẹp nổi bật của dàn Tiểu Hoa 90, tuy nhiên, nữ diễn viên lại không có nhiều thành tích ấn tượng về giá trị thương mại, liên tục ra mắt phim mới, nhưng diễn xuất không mấy tiến bộ. Mới đây, sau khi rời công ty quản lý C3 Media, sự nghiệp Cúc Tịnh Y bất ngờ thăng hạng khó tin. Siêu thoại của nữ diễn viên nhận được phun điểm mọi chỉ số, từ lượt điểm danh siêu thoại, chất lượng bài đăng, lượng tương tác bài đăng và cả lượng gia tăng fan mới. Được biết, siêu thoại vốn nổi tiếng là một trong những nền tảng dành cho người hâm mộ của Cbiz. Những chỉ số này cho thấy lượng fan đang tăng hay giảm, có bao nhiêu fan mới, hay độ bền bỉ của fan cũ. Hiện tại, Cúc Tịnh Y đang là nghệ sĩ đầu tiên có siêu thoại đạt mức điểm cao khó tin này. Trước đó, nữ diễn viên cũng được khen ngợi khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Wonderland. Đây là trang bìa cao cấp đầu tiên trong sự nghiệp Cúc Tịnh Y sau 10 năm vào nghề. Nữ diễn viên hợp tác cùng chuyên viên trang điểm Vương Á Phi và diện hai bộ hốt cu chờ thu đông mới nhất đến từ nhà mốt ra Rahumisa và Jimima Nakayoto. Sau 2 phút, tạp chí đã bán được 21.000 bản, sau 10 phút vượt mốc 68.000 bản. Doanh thu tính trong 24 giờ đầu của Cúc Tịnh Y là 11 triệu tệ, đứng top 1 doanh thu tạp chí nữ hiện tại. Con số này vượt xa vị trí thứ 2 của Địch Lệ Nhiệt Ba với 3,3 triệu tệ. Đây là những thành tích Cúc Tịnh Y chưa từng làm được khi ở công ty quản lý cũ. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, cô ngầm tố cáo C3 Media đã nhiều năm kìm hãm sự nghiệp của gà cưng, không muốn các nghệ sĩ quá nổi tiếng vì sẽ khó kiểm soát và tái ký hợp đồng mới. Đàm Tùng vận đẹp tựa tiên tử bên tình mới, Hứa Khải chỉ còn là cái tên. Sau tiếng vang của Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao, Đàm Tùng vẫn nhận được sự quan tâm hơn bao giờ hết từ công chúng trong và ngoài Trung Quốc. Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao không phải dự án có kịch bản quá tốt, thậm chí còn nhiều lần bị netizen chỉ ra những điểm bất hợp lý trong tình tiết. Nhưng điều thu hút khán giả nhất nằm ở tương tác couple cực đỉnh của mỹ nhân họ Đàm cùng nam thần Cbiz Hứa Khải. Sau khi kết thúc mọi hoạt động tuyên truyền cho Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao, Đàm Tùng vẫn tiếp tục quay trở lại Đoàn Tiêu Dao, tập trung ghi hình nốt những cảnh quay quan trọng của phim, tạo hình đẹp tựa tiên tử của nữ thần 9X trong bộ bạch y vừa rò rỉ gần đây, khiến cõi mạng được fan sốt sình sịch, tấm tắc khen ngợi. Ngoài những bức ảnh chụp được Đàm Tùng vận một mình trên phim trường trong bộ y phục trắng, khoảnh khắc chung khung hình của cô cùng Hầu Minh Hạo cũng được khán giả đặc biệt để tâm. Chỉ là một bức ảnh tĩnh, nhưng đủ để nhận thấy được couple cảm mạnh mẽ giữa hai ngôi sao xứ Trung. Đông đảo Cnet đã bắt đầu bày tỏ sự ngóng chờ ngày phim sớm đóng máy, hoàn tất hậu kỳ rồi lên sóng. Cũng theo một số thông tin gần đây, Triệu Lệ Dĩnh sẽ có một vai diễn cameo trong Tiêu Dao, hiện chưa rõ nhân vật do mỹ nhân họ Triệu đảm nhận là gì, tạo hình ra sao, song đã tạo ra một màn thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng. Tiêu Dao được sản xuất bởi EQG với kịch bản gốc, không phải phim chuyển thể, thuộc thể loại tiên hiệp. Theo tiết lộ, nội dung chủ yếu xoay quanh hành trình đi tìm mảnh vỡ kính côn luân của thiếu nữ Tiêu Dao, do Đàm Tùng Vận đóng chính, và Linh Quân Hồng Diệp, do Hầu Minh Hạo đóng. Năm phim cổ trang ngôn tình hay nhất màn ảnh Hoa ngữ, số 1 muốn xem lại cũng khó vì bị cấm chiếu. Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết. Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết là bộ phim kể về cuộc đời và mối tình của tiểu bạch xà tên Bạch Yêu Yêu, do Dương Tử đóng. Bạch Yêu Yêu là xà tinh, may mắn được Ly Sơn Thánh Mẫu nhận làm đồ đệ, gửi gắm sang núi Chư Hề, nhờ Tử Tuyên dạy dỗ. Tử Tuyên vốn là tiên thai vạn năm xuất hiện, tâm tính lạnh nhạt, thế nhưng duyên trời định, hai người đem lòng yêu nhau. Vì Bạch Yêu Yêu, đạo hạnh tu luyện suốt 1.000 năm, chỉ có vài nát nữa hoàn thành cũng sẵn lòng từ bỏ. Sau 1.000 tu dưỡng nguyên thần, Tử Tuyên tái sinh trong thân xác người phàm là Hứa Tuyên, một thần y nổi danh thiên hạ, một bạch xà tinh nghịch đáng yêu, cùng với vị tiên nhân tính tình hiền lành pha chút lạnh lùng, cùng nhau trải qua thăng trầm, hai người trở thành người thân. Tuy nhiên, việc xây dựng nhân vật Pháp Hải một cách quá phóng đại, và tình tiết tình cảm giữa Pháp Hải và Tiểu Thanh, đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội từ các Phật tử. Hàng ngàn người đã kiến nghị phản đối bộ phim, cho rằng điều này đã vi phạm vào những nguyên tắc cơ bản của đạo Phật. Cuối cùng, bộ phim đã phải tạm dừng phát sóng chỉ sau 2 tuần lên sóng một cách khá đáng tiếc. Đông Cung. Đông Cung được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Phỉ Ngã Tư Tồn, kể về mối tình vừa ngọt ngào vừa bi thương của công chúa Tây Châu Tiểu Phong và đương kim thái tử Lý Thừa Ngân. Đông Cung khi mới lên sóng cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều, nhưng sau khi đã qua gần nửa chặng đường, phim này càng thu hút khán giả và được đánh giá cao với điểm đu ban tăng lên đến 7.2, một thành tích rất tốt với dòng phim chuyển thể. Đông Cung đã thành công khi không chỉ tái hiện câu chuyện tình yêu đầy nước mắt của Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân, mà còn mở rộng thế giới quan, khắc họa sâu sắc các nhân vật phụ,
và cuộc chiến tranh giành quyền lực trong hoàng cung, những tình tiết ngược tâm, đầy bi kịch, cùng diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên, đã khiến Đông Cung trở thành một trong những bộ phim cổ trang được yêu thích nhất. Hương Mật Tựa Khói Sương. Hương Mật Tựa Khói Sương chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Điện Tuyến, nằm trong danh sách những cuốn tiểu thuyết có sức ảnh hưởng nhất của Trung Quốc. Cẩm Mịch vốn là con gái của Hoa Thần, hóa thân thành một quả tinh, tu luyện suốt 4.000 năm, Cẩm Mịch bị Hoa Thần cho dùng thuốc tuyệt tình, để cô không thể yêu ai. Tuy nhiên, số phận đã sắp đặt cho cô gặp gỡ Húc Phượng, hai người trải qua từ vị ngọt đến đắng, và cho đến khi đã muộn, Cẩm Mịch mới nhận ra tình yêu của mình. Tình yêu của họ gặp phải vô vàn sóng gió, khi Nhuận Ngọc, anh trai cùng cha khác mẹ của Húc Phượng, âm mưu trả thù và giành lấy ngôi vị thiên đế, Nhuận Ngọc đã lợi dụng tình cảm của Cẩm Mịch để thực hiện kế hoạch của mình, anh ta xúi dục Cẩm Mịch hiểu lầm Húc Phượng, khiến tình yêu của họ rơi vào bi kịch. Chiêu Dao. Được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, Chiêu Dao là câu chuyện tình yêu đầy trắc trở, nhưng cũng lắm ngọt ngào giữa Mặc Thanh và Lộ Chiêu Dao. Lộ Chiêu Dao vốn là nữ ma đầu khét tiếng khắp thiên hạ, với vô vàn tiếng xấu như giết người, phóng hỏa, vô tình cứu sống Mặc Thanh, và trong quá trình đó, cô đã bị thương bởi Vạn Quân Kiếm. Trong vòng 5 năm, Mặc Thanh không ngừng củng cố quyền lực của mình, biến môn phái của mình trở thành một thế lực đáng gờm. Cùng lúc đó, Lộ Chiêu Dao, giấu giếm thân phận, đã khéo léo lợi dụng tình cảm của Mặc Thanh để đạt được mục đích của mình. Tuy nhiên, trước sự chân thành của Mặc Thanh, trái tim băng giá của Chiêu Dao dần dao động. Cuối cùng, cả hai đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, đánh bại thế lực tà ác Lạc Minh Hiên và tìm thấy hạnh phúc đích thực bên nhau. Châu Sinh Như Cố. Châu Sinh Như Cố là bộ phim cổ trang tình cảm được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo. Câu chuyện được chính tay Mạc Bảo Phi Bảo chấp bút, đã giúp phim giữ đúng chất so với nguyên tác. Một câu chuyện tình buồn đầy lôi cuốn và khiến khán giả đắm chìm với các cung bậc cảm xúc. Bộ phim Châu Sinh Như Cố đưa khán giả đến với một câu chuyện tình yêu đầy nước mắt và cảm động giữa Thái tử Phi Tương Lai Thôi Thời Nghi và Nam Chấn Vương Châu Sinh Thần. Mặc dù tình cảm của họ dành cho nhau sâu đậm, nhưng định mệnh và những âm mưu chính trị đã đẩy họ vào một bi kịch không thể tránh khỏi. Khi Thôi Thời Nghi bị ép buộc thành hôn với Thái tử, Châu Sinh Thần cũng gặp tai nạn và bị thương nặng trong lúc dẫn quân ra trận. Chàng để lại lá thư trước lúc lâm chung cho Thôi Thời Nghi, sau đó qua đời. Cốt truyện có chiều sâu, phát triển logic, âm mưu tranh đấu cũng mới lạ gay cấn, không chỉ lún sâu vào tình yêu ủy mị. Chỉ với 24 tập phim lên sóng trong 10 ngày, nhưng đã lọt top phim Hoa ngữ ăn khách tại thời điểm phim đang chiếu. Mỹ Nam Hoa ngữ đẹp như xé truyện bước ra ở phim mới, khiến khán giả nhớ lại mối tình đầu. Một trong những thông tin hot nhất vài ngày qua là việc Trương Lăng Hách tái hợp Triệu Kim Mạch ở dự án Ngôn Tình Anh Đào Hổ Phách. Mới đây, loạt hình ảnh clip của nam diễn viên trên phim trường đã được chia sẻ lên mạng xã hội và thu hút nhiều sự chú ý. Anh Đào Hổ Phách là dự án ngôn tình chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vân Trụ, kể về mối tình giữa cô nàng Lâm Kỳ Nhạc và anh chàng thiên tài toán học Tưởng Kiều Tây. Nhân vật Tưởng Kiều Tây do Trương Lăng Hách đảm nhận. Với những hình ảnh đầu tiên này, khán giả nhận xét trông anh rất hợp vai, giống như nhân vật xé truyện bước ra vậy. Đáng nói hơn, có người còn để lại bình luận rằng khi nhìn Tưởng Kiều Tây do Trương Lăng Hách thủ vai, họ nhớ tới mối tình đầu thời thanh xuân của mình. Netizen khen ngợi tạo hình mới của Trương Lăng Hách ở phim Trường Anh Đào Hổ Phách, tự nhiên nhớ đến mối tình đầu, phong cách và dáng đi y như cậu bạn hồi đó học chung với mình, nhìn thích thích sao á, tự nhiên thấy clip cuốn thế nhờ, xem lại nãy giờ, hợp quá nè, tại sao tôi đi học không gặp được học bá nào như ảnh vậy, cậu em này không diễn tan duyên vẫn là tiếc nuối của tôi, bạn học Tây Tây, tiếc là thanh xuân của tôi không có bạn, nhưng mong rằng thanh xuân của bạn sẽ trở nên tươi sáng hơn nhờ có anh Đào. Video đến đây là hết, hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.